Nam Định thắng ngược CAHN, giữ chắc đỉnh bảng V-League. Đá trên sân khách và thủng lưới trước, nhưng Nam Định vẫn thắng Công An Hà Nội 3-2 ở vòng 16 tối ngày 4 tháng 5, củng cố đỉnh bảng tại V-League 2023-2024. 3 điểm từ trận thắng trên sân hàng để giúp Nam Định có 35 điểm sau 16 vòng, hơn nhì bảng Bình Dương 5 điểm và hơn chính Công An Hà Nội 7 điểm. Mùa 2023-2024 vẫn còn 10 vòng, nhưng khoảng cách hiện tại giúp đội bóng Thành Nam thêm tự tin trên đường chinh phục ngôi vương V-League lần đầu tiên. Cách họ vượt khó để đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp hôm nay cũng cho thấy bản lĩnh, khả năng đương đầu áp lực cũng như vị thế ứng viên vô địch của Nam Định. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải đá sân khách, gặp Công An Hà Nội, đối thủ được đánh giá mạnh nhất trong phần còn lại của cả giải đấu. Nếu thua, Nam Định sẽ chỉ còn hơn đối thủ giàu tiềm lực này đúng một điểm, khoảng cách rất mong manh trước chặng cuối. Bất chấp áp lực đó, Nam Định vẫn vào cuộc khí thế và gây sóng gió cho chủ nhà ngay phút thứ 5, với cú sút trong vòng cấm của Rafaelen khiến thủ môn Philip Nguyễn phải vất vả cứu thua. Ngay cả khi bị Công An Hà Nội dẫn 1, không chỉ một phút sau đó từ quả đá phạt hàng rào đi chìm hiểm hóc của Nguyễn Quang Hải, đội khách vẫn không hề nao núng. Nam Định gỡ hòa có phần may mắn ở phút 23, từ tình huống Philip Nguyễn mắc lỗi, bắt hụt và để bóng trôi qua hai chân đi qua vạch vôi sau cú sút không quá khó của Nguyễn Văn Toàn. Nhưng đến phút 34, đội khách cụ thể hóa quyết tâm của họ thành bàn nâng tỷ số lên 2-1. Văn Đạt sút bóng chạm người Philip Nguyễn rồi đập cột dọc. Rafaelen ập vào chích chân và đưa bóng đi qua vạch vôi, trước khi thủ môn chủ nhà cố gắng đẩy ra. Trọng tài Nguyễn Đình Thái ban đầu từ chối công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông xác định bóng đã qua vạch vôi, công nhận Rafaelen ghi bàn cho đội khách. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cầu thủ hai bên căng thẳng, với nhiều tình huống va chạm. Một trong số đó gây ra cảnh lộn xộn ở phút bù đầu tiên hiệp 1, sau khi ngoại binh Jefferson Elias ngã đè lên Thanh Hào, khiến cầu thủ hai bên lao vào nhau. Từ ngoài sân, giám đốc điều hành Công An Hà Nội Trần Tiến Đại cũng chạy vào tranh cãi và bị phạt thẻ vàng. Giống hiệp đầu, hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả tại hàng đẩy màn trình diễn hấp dẫn sau 15 phút giải lao. Công An Hà Nội sớm đẩy cao tốc độ, gây sức ép Hồng sớm đảo ngược tình thế và khiến Nam Định lúng túng. Từ một tình huống như vậy, đội chủ nhà cướp bóng bên phần sân đối phương, rồi đưa tới gần vòng cấm để Elias dứt điểm hạ Nguyên Mạnh. Gỡ hòa 2-2. Trên đà hưng phấn, Công An Hà Nội tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ và liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn. Nhưng cả Elias, Tiến Dụng và Quang Hải đều không tận dụng thành công để tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Sự phung phí này khiến họ phải trả giá ở phút 80. Từ một tình huống phản công, Văn Vĩ khiến Hồ Tấn Tài phải phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến phạt đền. Đối mặt Philip Nguyễn tực chấm 11m, Henrio lạnh lùng đá vào, ấn định thắng lợi 3-2 cho Nam Định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.